người về Royal Navigator chứ không phải là cá nhân Matan. Khi mà họ hưng phấn, họ có thể là đội mạnh nhất thế giới với những con người mà họ đang có về mặt cá nhân, nhưng mà khi mà đã gãy rồi thì đó, vẫn có thể thất bại trước Splice như thường chứ chẳng có vấn đề gì cả. Còn một điểm đó chúng ta phải nói tới sau khi cắm và chọn, bằng một cách nào đó người ta vẫn để cho Crown đánh Victor. Đây là một sự tự tin cực kỳ lớn đến từ bên phía của Royal Navigator, bởi vì đây là vị tướng mà chúng ta đã nói quá nhiều rồi, từ LCK nói qua tới chung kết thế giới thì đây là vị tướng mà Crown đánh ổn nhất. Và thậm chí là tỷ lệ thắng của Victor tại giải đấu này hiện tại đang cực tốt, 6-1 trong tổng số 7 trận đấu, tức là 7 lần xuất hiện Victor có tới 6 chiến thắng. Nhưng bên phía Royal quyết định vẫn để cho Crown có được nó thì hơi liều một chút xíu. MSG tôi nghĩ rằng sẽ phải cắm trại khu vườn giữa và bắt buộc khiến cho Crown phải lên khăn giải thuật từ rất sớm. Có thể nâng cấp 2 lần công nghệ là phải nâng khăn giải thuật rồi để có khả năng phòng ngự. Điều đó vẫn không ảnh hưởng tới sức mạnh của Victor cả. Royal Navigator và Samsung Galaxy lượt về trong khuôn khổ chung kết thế giới 2016 bảng D. Samsung bên phía đội 1, Royal bên phía đội 2, trận đấu chính thức bắt đầu. Và khi mà Samsung được chiến thắng trước TSM thì phải nói rằng đã giúp cho Royal một cơ hội khá lớn, vì khi đó nếu mà TSM chiến thắng trước Samsung mà bỗng nhiên trận đấu giữa Royal và Sly Royal mà đã thua rồi thì cơ hội của Royal phải nói cực kỳ thấp nếu mà họ thua tiếp tục trận đấu này. Nếu mà trận đó đúng vậy là trận này là trận then chốt của Royal, nhưng mà bởi vì Samsung thắng TSM ở trận lượt về cho nên là mọi thứ vẫn đang mở dành cho bên phía Royal này, và cho tới trận đấu cuối cùng của họ là quyền tự quyết vẫn nằm trong tay của họ. Nói chung như vậy cũng được, đánh vào tâm lý đừng quá nặng nề, Royal vẫn có thể phát huy được mà thôi. Còn bây giờ trở lại với trận đấu này, có lẽ câu hỏi lớn nhất mà tôi muốn xem câu trả lời đó là CoreJJ sẽ xử lý như thế nào với Zera hỗ trợ, một vị tướng mà Samsung đã buộc TSM phải cấm đi. Còn với Ezreal Brom thật ra đã đầu và là cả hai vị đánh xa thì phải nói là cực kỳ khó khăn cặp đội đến từ Royal. Vấn đề là con mắt cắm đến từ Royal để tránh việc đối phương đi vào phá mình tấn công ăn con cốc đầu tiên, và họ ăn được cốc, họ xuống khu vực dưới cấp độ 2 sớm và khả năng tấn công tốt. Thì thật ra với việc cặp đôi này khả năng tấn công là cực kỳ dễ dàng cho Royal. Nhưng mà tôi nghĩ rằng khi bạn đối đầu với lại Zera Caitlyn mà bạn lại đi khởi đầu trong rừng thì bạn hơi liều, bởi vì bạn sẽ coi như là chấp nhận để đối phương đẩy ở trong khoảng thời gian đầu, vì đối phương sẽ đẩy rất mạnh, bộ đôi Zera Caitlyn sẽ đẩy rất mạnh và bạn còn khởi đầu chậm một chút xíu so với đối phương nữa. Khi mà ra đường thì Uzi và Mata sẽ phải thở oxy ở trong khoảng thời gian này đây, thậm chí là đi ra hưởng những đợt kinh nghiệm đầu tiên cũng cực nữa kìa. Phải nói rằng cực kỳ khó khăn cho Mata. Thật ra mặc dù là anh ta cố gắng bán máu của mình để có khả năng cái khoảng trống dành cho Uzi, nhưng có Eze anh ta có đến 3 cái bánh quy chẳng sợ tí nào cả, và tấn công rất nhiều đến từ cả Ruler và có Eze. Lính thật ra đang là lính kéo về gừng trụ dành cho Samsung, và cơ hội tấn công hoàn toàn là có khi Ambition hướng đi rừng của anh ta là bên phía mạng trái xuống khu vực bùa đỏ và có khả năng xuống khu vực đường dưới. Bây giờ thì Crown đẩy rất mạnh trong khoảng thời gian đầu đối đầu Manza, đây là một điều rất tốt. Bạn đối đầu Manza thì đây là một vị tướng đẩy rất nhanh, nhưng mà sẽ lá hết tấn trụ cực kỳ khó, cho nên bạn là một người có khả năng đánh đường giữa đẩy được so với Manza thì cứ auto đẩy để gây khó trong khoảng thời gian đầu trước đã. Và trong cái khoảng thời gian trống khi mà KJ anh ta có khả năng đi vào rừng của đối phương vì đường dưới đi lên khá cao, nhưng khoảng đã khu vực đường giữa cắm trại từ MSG rất dễ hiểu mà thôi. Và tấn công đến từ MSG, Crown buộc phải rời khỏi khu vực đường giữa. MSG liệu có tốc biến hay không, anh ta quyết định rằng không, bởi vì khu vực này thì Ambition đã đứng quá gần rồi. Nhưng pha di chuyển đến từ bên phía MSG luôn luôn sẽ phải có những cái giá phải trả khi bạn ra tấn công khi chưa có đủ hai bùa, là đối phương biết được rằng bùa nào của bạn vẫn còn trên bản đồ, và đó là thời điểm mà rừng của đối phương sẽ có khả năng qua để đe dọa cái bùa của bạn. Một điều đáng tiếc nhất chính là việc khi mà người ta đẩy lên ruler khu vực dưới, ăn lính không thực sự tốt cho lắm, còn khu vực giữa ra bị tấn công khá nhiều nhưng lính có sự hỗ trợ. Siohu thật ra sát thương của anh ta là có, nhưng khi ta đánh thường vào round, những lính chuyển sang tấn công vào Siohu và nhìn vào được lượng năng lượng thêm cái là khả năng hồi phục. Wow, cái lượng sát thương như thế này. Wow, Uzi còn 100 máu và anh ta bắt buộc phải sử dụng luôn hồi máu sau một tình huống mà đạp bẫy tiếp theo. Và thật ra đã có chặn đến từ Mata, nghĩa là không có sự liên kết giữa các Uzi và Mata khi cái tối kỹ gương nó đã giúp cho bạn không nhận sát thương ra phía sau và người ta vẫn bật hồi máu, nghĩa là đã lời hỗ trợ rồi.
phân khúc vô đường giữa, MLG có đi ra đi chăng nữa thì anh ta cũng không thể nào làm được gì vì Siêu đã không còn khả năng đi lên tấn công và Crowd đang đứng rất xa, ta có được tầm nhìn trước đó khi cắm mắt với sự hỗ trợ thêm các bạn Ambition. Còn việc mà MLG đã phải mất con cua xanh đầu tiên của trận đấu dành cho Ambition rồi. Thật ra trong một tình huống thuận lợi nhất thì MLG chắc chắn sẽ muốn nhường cái con mùa xanh đó cho Sahu, bởi vì Rek'Sai mà nhường mùa xanh đầu tiên cũng không vấn đề quá lớn cả, mà nó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho Manzaha của Sahu. Nhưng Royal đã phải trả những cái giá mà chúng ta đã nói tới, đó là việc khi bạn đi ra đường với chỉ một bùa, lộ khoảng trống ở bùa còn lại thì bạn sẽ mất cái bùa đó. Nhưng MLG quyết định bù lại bùa bằng điểm hạ cuộc, rất tiếc là Mata quá khó. Tôi nghĩ là rất khó cho Mata trong cái thế mà khi bạn đang cố gắng truy đuổi lên để tung đầu của Quy và không khép góc trước được. Vì trong tình huống mà lượng máu bạn thấp, bạn phải tung ra không có được thuận lợi cho lắm và không thể nào tung chính xác được. Và vốn dĩ rằng Koyze và Ruler, Mata thậm chí đã bị làm chậm trước đó đến từ cả Ruler nữa. Nói một cách dễ hiểu, tức là khi không khép góc được, bạn sẽ phải là người tung Quy trước đoán ý đối phương. Nhưng khi ở đẳng cấp này, việc mà bạn di chuyển và bạn khi thấy Q của Rom tung ra và việc né cái Q đó là một điều rất là dễ dàng. Cho nên là pha đó thì thật ra, nhưng mà cơ bản của nó vẫn tiếc cho bên phía Royal trong tình huống đó, bởi vì đó là một tình huống mà tỷ lệ mà bạn tung Q trúng nó sẽ khá là cao. Tốc độ di chuyển của Zera trong khoảng thời gian đầu này cũng không phải là cao lắm, nhưng mà Royal không thành công, chưa có bất kỳ một điểm hạ gục nào cả. Nhưng ta đã thấy rất rõ ràng là bên phía của Samsung đang có được một lợi thế rất lớn về mặt gọi là thế trận và cảm giác chung trong khoảng thời gian vừa qua. Samsung vẫn đang là người dịch trước. Và đường trên thì thật ra kèo đấu này gần như rất khó dành cho Lover dứt điểm thành công được QV. Vì khi mà bạn chơi an toàn với là Echo và nếu không có bất kỳ tác động từ cả hai người rừng, và đấy là một đường gần như không thể nào dứt điểm được nhau, trừ khi mà Rumble có quá nhiều lợi thế khu vực đường trên này mà thôi. Còn bây giờ có cặp đầu 6 được thì QV nghe chắc anh ta sẽ cố gắng tấn công để tìm kiếm những cơ hội. Vì cái lợi thế từ Echo một phần khi mà bạn dùng chiêu cuối sẽ phần đó giảm bớt lượng sát thương mà Rumble gây ra trước đó. Nhưng còn Rumble thật ra kéo máu gần như là không thể nào dứt điểm thành công được QV. Đã tới thời điểm mà đường giữa rất dễ găng dành cho bên phía của Royal, tức là Sahu đã có tóc biển và chiêu cuối. Đơn giản nhất là lao lên dùng chiêu cuối vào Victor và sau đó Rek'Sai đứng đợi sẵn. Nhưng mà dễ quá thì chắc chắn Samsung Galaxy cũng biết. Và ngay thời điểm đó, Ambition có mặt ở đường giữa tấn công vào Sahu. Anh ta đang phải bỏ chạy và anh ta gặp ngay Mata phía bên này, bắt buộc phải dùng chiêu cuối. Liệu Sahu có tóc biển qua hay không? Quyết định rằng của anh ta chỉ là một tình huống tóc biển nhưng đã không thành công, bị trói bởi con JJ và Sahu khó mà có thể thoát khỏi pha này. Anh ta còn 100 máu, một phát đánh thương nữa. Đó là Crowd với điểm hạ gục đầu tiên trong trận đấu này. Bỗng nhiên cơ JJ xuất hiện, phải nói rằng kỳ bất ngờ trong tình huống vừa rồi khi mà Ambition ngỡ như là anh ta mắc một sai lầm cực kỳ lớn khi mà anh ta có mặt trước đó còn không vừa trên này. Như nói QV đang có tấn công Looper. Đây là một pha solo khá là dữ dội khi mà Looper đã dùng luôn chiêu cuối nhưng chỉ là để rút lui mà thôi. QV vẫn còn chiêu cuối và ta ép được Looper phải lui về. Và như nói, chiêu cuối của Rumble thật ra bạn không thể nào dứt điểm thành công được cả. Chiêu cuối vừa rồi của Looper dùng vào chỉ để giữ chân thành công QV mà thôi. Còn đây hình như là cái chiêu cuối của Ambition vẫn còn, và khi tốc biến đến từ Siêu thì anh ta canh không đúng thời gian chiêu cuối Olaf. Cái giá phải trả dành cho anh ta chính là việc chiêu cuối vào gần như vô nghĩa tình huống vừa rồi và vẫn bị nằm xuống. Thật ra thì pha đó khi mà Mata đã bắt đầu di chuyển thì Koze cũng di chuyển chậm hơn một chút xíu mà thôi, chứ không đi chậm hơn bao nhiêu cả, cho nên việc mà Koze có mặt ở đó là hoàn toàn hợp lý. Và nó khiến cho bên phía của Samsung Galaxy hiện tại có một lợi thế cực kỳ lớn. Mata rất may mắn khi sống sót với chỉ dưới 100 máu trong huống vừa rồi. Không biết có giận nhau gì hay không khi mà lại không đỡ dùng trong tình huống vừa rồi đến từ Uzi và thậm chí còn cả hồi máu. Nhưng khi thật ra cái lượng máu rất nhỏ như vậy là có khả năng xảy ra một tình huống mà Ruler vừa có điểm hạ gục và dứt điểm thành công được nhất khu vực dưới. Rõ ràng. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đó là pha mà họ tính toán. Họ nghĩ rằng không nằm xuống và thôi, họ đằng nào thì Mata cũng phải về, đằng nào cái trụ đầu tiên ở đường dưới của bên phía Royal cũng sẽ bị mất ở trong pha đẩy này. Xong rồi, chiến công đầu về điểm hạ gục, chiến công đầu về trụ giúp cho bên phía Samsung Galaxy đang dẫn trước 3.000 chỉ bằng giai đoạn đi đường mà thôi, và mới chỉ 9 phút thôi nha. Thật ra 9 phút mà đã khoảng cách trên lệnh tiền lớn rồi. Ambition đỡ đầu với MLG và bị kiểm soát hoàn toàn mùa xanh đều rất dễ hiểu mà thôi, khi mà đường dưới rẽ vào khá cao như vậy, cấm tốc đến từ Samsung.
ở đường trên. Thực ra cách mà thích QV chính là ta lên trang bị, ta lên trang bị khi mà lên trước cho mình ra về thủy ngân. Thật ra về thủy ngân tốc độ chuyển gia tăng, vừa tấn công tốt và vừa khả năng phòng ngự và tránh việc rung bộ làm chậm anh ta với những cú lao điện. Còn bây giờ thì ở khu vực rừng giữa và đi rừng, MSG gần như không đóng góp được quá nhiều trong suốt khoảng thời gian ta có được những con mắt cắm. Nhưng hiện tại những con mắt đó chỉ là những con mắt phòng ngự mà thôi, và giúp cho kiểm soát phần rừng. Những QV ở đây, ở khu vực rừng trên đang đẻ vào và sẵn sàng cho tình huống ra khu vực rừng giữa khi siêu hưu vẫn chưa có tốc biến. Bây giờ thì Royal phải chuyển sang chế độ phòng ngự hẳn rồi, chứ không thể nào là đánh tấn công được nữa khi mà cả ba đường của họ, hai đường của họ đang thua khá là nặng. Chỉ còn Uzi ở đường dưới vẫn phần nào đó giữ lại được cơ hội dành cho Royal với chỉ số lính tốt mà thôi. Nhưng vấn đề cái đường dưới của anh ta với rất nhiều sức ép đến từ Koizei và Ruler cũng đã mất đi cái trụ đầu tiên. Và rất dễ hiểu, bạn mất trụ đầu tiên, bạn mất quyền kiểm soát ở khu vực hang rồng. Bên phía Samsung đang di chuyển vào khu vực hang rồng, liệu có đánh luôn hay không? Đã bắt đầu đánh rồng rồi. Royal tôi nghĩ đang bắt buộc phải can thiệp pha này, chứ nếu không Snowball là không thể cản phá được. Looper sẽ dịch chuyển vào đâu đây? Anh ta đang nhảy vào con mắt ở đường dưới, anh ta dịch chuyển hơi bị xa. 1002 máu rồng, Uzi đang cố gắng đứng ở bên ngoài, Mata che cho Uzi. Rồng vùng bên phía Samsung và MLSG nằm xuống. Cú dịch chuyển của Looper cũng bị đi theo bởi QV, đặt lượng giới đồng quy chặn được. Ca này Looper cực kỳ khó thoát, khi bên này Uzi buông phải dịch chuyển của Hồng bỏ chạy về. Cú chiêu cuối của Looper rất đẹp từ khoảng cách xa, nhưng anh ta đã phải nằm xuống. Hai điểm hạ gục dành cho Samsung Galaxy, điểm hạ gục thứ ba và đồng nghĩa với double kill cho QV. Uzi nhảy qua tường bằng cú tốc biến sau hù, còn chiêu cuối anh ta có lẽ nên cân nhắc việc không dùng chiêu cuối, bởi vì chắc chắn cũng sẽ phải nằm xuống. Đó là 5-0 cho Samsung Galaxy. Và rõ ràng anh ta không tính toán đến chuyện rằng lượng sát thương dồn vào quá nhanh chóng và QV chắc chắn là không nằm xuống. Trong tình huống có mặt khu vực dưới, QV có được 5 điểm khó ám, bây giờ là con rồng. Hãy nhìn MSG, ta bị làm choáng lại với cái trường trọng lực của Crow và dứt điểm ngay lập tức một cách rất ngờ nghệt, mà đáng lẽ một người chơi chuyên nghiệp như anh ta không thể nào dịch cái tình huống như vậy cả. Còn đây, Looper phải nói rằng có một phút chiêu cuối trên cả tuyệt vời. Rất tiếc cho anh ta rằng mỗi đồng đội của anh ta đều ở một phút trời nào đó không có bất kỳ một sự kết hợp nào cả. Cả bốn người nằm xuống, đó là cả bốn vị trí khác nhau đến từ ING. Và Samsung Galaxy tôi nghĩ rằng 90% sẽ thắng trận này rồi. Tôi nghĩ rằng thật ra 99% đã có, vì vấn đề không phải là thôi cho lên 100 đi cho nó chắc, chứ tôi nghĩ là 90 với 99 thì nó không khác gì nhau lắm. Vấn đề là IG thi đấu đầu tiên là cấm chọn. Thật ra họ cấm chọn thua đối phương hoàn toàn, vì đường trên là đường QV thắng. Đường giữa thì khi bạn để Crow là một lần nữa dấu hỏi rất lớn. Tại sao là không cấm Victor của anh ta khi cái phong độ của anh ta là quá tốt như vậy? Đó là điều quan trọng nhất trong giai đoạn cấm và chọn mà chúng ta sẽ phải nói tới, là tại sao vẫn cho phép Crow đánh Victor. Bởi vì đây là vị tướng anh ta, nó kiểu như là Aurelien Son Gouhi vậy. Bạn biết là đây một sự kết hợp tuyệt vời, bạn không cấm thì thôi, cái này là phải chấp nhận thôi. Royal đã quá tự tin trong giai đoạn cấm và chọn. Và đây, họ kéo 5 người lên khu vực đường trên để làm gì? Chẳng làm được gì cả, lấy được cái tốc biến qua Ambition ở đường dưới. QV đã bào được tới 50% máu của cái trụ 2 rồi. Đừng, MLG, tôi nghĩ là anh ta đừng nên đi vào tiếp cận QV, vì khi mà anh ta để QV vòng và Uzi sẽ phải nằm xuống, đó là con dây với điểm hạ gục. Thấy chưa? Không cấm Victor cũng Crow là một chuyện, để cho CJ có được Zera. TSM là đội đã có được thông tin chính xác là phải cấm đi Zera của CJ. Royal không cấm và Royal đã phải trả giá. Các bạn hãy chú ý rằng hiện tại CJ có điểm hạ gục bằng với Crow. Và cứ một tình huống xử lý với Uzi mà ta tôi cảm giác rằng như họ tuyệt vọng với sau đấu với Slide. Một khi xạ thủ và hỗ trợ bạn không có sự kết với nhau như cách, tôi vẫn tin được tình huống mà khoan đã. CJ anh ta không có tốc biến, tắt điện được chủ lực của đối phương. CJ sẽ phải nằm xuống, điểm hạ gục đầu tiên cho Royal Never Give Up. Và đó là điều hiển nhiên rồi, khi anh ta từng là xạ thủ đặc biệt theo tại Bắc Mỹ nữa mà đang có được sự hỗ trợ, được sự cổ vũ rất nhiều tại San Francisco này. Còn sát xuống khu vườn giữa có được cái trụ thứ nhất, còn ở đường trên thì trụ lấy được khá lâu rồi, và 4 trụ chỉ sau 14 thi đấu. 14 phút mà con số đã gần đó là 10.000 tiền. Và trong suốt 14 phút này thật ra nó không phải là thời gian quá dài, nhưng tôi vẫn cảm nhận rằng sự liên kết giữa Uzi và Mata là con số gần như không có, vì Uzi bấm hồi máu khi mà Mata đang dùng cái tốc kiên cường của mình.
cả hai lại không hỗ trợ lẫn nhau, che chắn lực sát thương cho Matao lùi về. Vừa ở khu vườn trên khi chỉ có hai người mà thôi, đối phương có ba người nhưng vẫn có nghiên cứu và đạp những cái bẫy. Đúng rằng họ sẽ cứu phòng ngự trụ thứ nhất, nhưng đạp trong tình huống và lượng sát thương đối phương đã quá nhiều rồi, và cả hai người cùng nằm xuống trong tình huống vừa ở khu vườn trên. Đây là một pha mà tôi nghĩ rằng, chính xác là trận đấu này là một trận đấu mà tôi nghĩ rằng 70% nó nằm ở cấm và chọn. Khi mà bên phía Royal thả Victor cho crowd, 30% còn lại là thật ra cái cách mà họ triển khai giai đoạn đầu trận cũng rất mạo hiểm. Đầu tiên là pha tấn công bùa đỏ của MLSG, nó tương đối là dễ đoán, bởi vì bên phía Samsung biết chắc chắn là MLSG khởi đầu ở đâu. Chúng ta thấy rằng bộ đôi đường dưới của bên phía Royal khởi đầu ở trong rừng đi ra, thì Samsung sẽ có thông tin rằng Rek'Sai khởi đầu bùa đỏ. Thì lúc đó crowd đánh tựa lưng về nửa dưới bản đồ, pha di chuyển ra của MSG tỷ lệ thành công là cực kỳ thấp, và sau đó dẫn tới việc là anh ta bị snowball vào rừng của mình khi mà Ambition tiến vào lấy cái bùa xanh một cách rất là dễ dàng. Thì sau đó Sahu cũng có liên tiếp những pha xử lý không được tốt với lại Mantaha, và mọi thứ nó mất kiểm soát. Và khi bạn mất kiểm soát đường giữa, gần như bạn mất tất cả. Và nó rất điều mà Samsung làm nó không quá là bất ngờ, khi mà thật ra nếu bạn xem Rock Tiger thì họ cũng thi đấu tương tự như vậy. Khoảng đã khu vực dưới tốc biến luôn để phải tấn công Ruler. Ruler sẽ phải nằm xuống cung ánh sáng dứt điểm đến từ Uzi. Lumber rải một cuốn chiêu cuối rất đẹp và KJJ sẽ phải nằm xuống. Royal đang muốn giành lại tất cả mọi thứ, nhưng hãy chú ý rằng khi bạn ở vào thế thua, bạn phải đầu tư nhiều hơn bình thường để có được những thứ mà bình thường bạn cần bỏ ra rất ít. Đây, xuống dưới 4 người và để hỏng cả đường giữa lẫn đường trên. Thật ra không chỉ là 4 người, đó là 4 phép hỗ trợ. Bây giờ Seohu bắt buộc phải mất tốc biến thêm cả tốc hành, trong khi đó đợi với tốc hành của Crown mà thôi, lời hơn rất nhiều. Và thậm chí vẫn chưa thể là lực trụ nhất khu vực đường dưới với 4 phép hỗ trợ bỏ ra như vậy. Trong tình huống mà chủ động tấn công tốt mà biết là tốc biến vẫn chưa thể nào hỏi từ Ruler, và thêm cả tốc biến chưa hỏi từ cầu dày. Lumber biết điều này và anh ta sẵn sàng mất tốc biến, có điểm hạ gục thứ 2 của mình trong ván đấu này. Nhưng vấn đề là hai điểm hạ gục đó là được cái gì? Đó là con số 0 dành cho ARG. Đúng là họ có một lượng tiền vì bị tắt điện được các thành viên của Samsung, nhưng ở đường trên đã kéo được lượng máu rất nhiều là QV. Và đã rất lâu rồi tôi thấy được đó là Echo tam hợp kiếm xuất hiện khu vườn trên, vì khi bị giảm sức mạnh đến từ Echo gần như không thể nào xuất hiện được. Nhưng một khi đã quá mạnh với Echo tam hợp kiếm, thế nên đây là vị tướng bạn gần như không thể nào cản phá được với cái khả năng bắn vào với lượng sát thương khổng lồ. Và sau khi đã đầu tư tất cả mọi thứ cho pha tấn công đường dưới thì Royal bắt buộc phải buông bỏ con rồng nước thứ hai ở trong trận đấu này, và mọi thứ vẫn đang nằm hoàn toàn trong quyền kiểm soát của Samsung. Nếu như ở một đội nào khác tại chung kết thế giới 2016 này, tôi vẫn còn đặt niềm tin vào Royal, nhưng với Samsung và những gì họ đang thể hiện ở giai đoạn lượt về, tôi không nghĩ họ sẽ đánh mất cái chiến thắng ở trong trận đấu cực kỳ quan trọng này. Samsung ghi tên mình vòng tứ kết với tư cách là đội nhất bảng. Và nếu tôi dự đoán là TSM đứng vị trí như vậy thì không biết Rock Tiger họ có nhớ trận đấu tranh vị trí thứ nhất và thứ nhì của mình, họ có tiếc không, vì đối thủ họ có khả năng gặp, có khả năng thì kết thúc bảng D ta vẫn chưa thể nào biết được chính xác là. Nhưng EDG và thêm cả TSM ở vị trí thứ nhì thì thật ra đứng nhất mà nhiều khi cũng không vui thế nào cả. Tôi nghĩ rằng về mặt cơ bản Rock Tiger không nếu sai. Đúng vậy, thật ra nếu như họ đã đánh đúng với phong độ, họ đã tìm được phong độ của đúng với những gì người ta nghĩ về họ trước giải đấu này, thì việc đối đầu bất kỳ đội nào thì nó cũng vậy mà thôi. Và khi bạn là Rock Tiger ở tại giải đấu này, mục tiêu của bạn là vô địch. Khi vô địch bạn phải thắng tất cả mọi thứ, rất đơn giản. Còn trở lại trận đấu thì Samsung đang cố gắng bừa vào đội hình của bên phía Royal trong tình huống vừa rồi. Và Sahu sẽ phải nằm xuống round solo kill luôn. Anh ta khỏe hơn quá nhiều rồi. Uzi nằm xuống double kill dành cho Samsung Galaxy. Mọi thứ đã chấm dứt với Royal Never Give Up ở vào phút thứ 19 và đối phương giao tranh. Tôi nghĩ rằng tình huống vừa rồi thì Samsung giao tranh rất là bừa bãi, kiểu như là mỗi người làm một chuyện. Cái vấn đề là crowd, tất cả mọi thứ ta dùng vào người của Sahu, Sahu nằm ngay lập tức. Và đơn giản vì Sahu đã không còn tốc biến tốc hành nữa,